Tôi là thầy tướng số là một bộ sách của tác giả dịch chi về giáo phái giang tướng tự xưng là thầy tướng số nhưng thực chất là lừa đảo. Tác phẩm cũng cung cấp kiến thức về chu dịch, môn khoa học dự đoán, thông tin, đạo giáo và nho giáo Trung Quốc cổ đại. Tác giả phân tích nhược điểm trong bản tính con người góp phần tạo ra sự tin tưởng của dân chúng trong tướng số và cảnh báo người ta không chỉ trách kẻ lừa mà còn phải trách cả bản thân. Khi đi xem tướng số, thường sẽ không như ý vì người đi xem đang lo lắng, tuy nhiên kẻ tướng số lại nắm bắt tình huống đó để lừa đảo. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 quyển 3 với nội dung Ngũ hành bát tự luận cát hung. Linh linh dị, tôi là thầy tướng số, tác giả, dịch chi, quyển 3, chương 2, Ngũ hành bát tự luận cát hung. Phần truyện đại hội tướng số bí mật của cục quân thống. Sở cung giáo 007, Ngụy Mãn Châu, Kodama Yoshio sắc mặt thâm trầm, u ám. An hại Một lũ an hại Quân đội Nhật Hoàng nuôi các ngươi bao nhiêu năm như vậy, đến một phái gian tướng cõng con đối phó cũng không xong. Lại còn đám lưu manh ban búa triều nữa, hại chết bao nhiêu người của ta, vậy mà các ngươi lại không bắt nổi một tên. Nào là thả dây dài câu cá to, cá to đâu. Còn nữa, các ngươi tự vỗ ngực là độc thuật cao minh, từng thắng các đại sư độc thuật Trung Quốc, kết quả thì sao chứ? Tăng kính vỏ rải cổ trùng được xung quanh đảo, phải gian tướng thì rải cổ trùng cái trong các cơ quan, trong ngoài phối hợp, các ngươi lại không hề biết chút gì. Vâng. Đặc vụ và các đại sư tướng số Nhật Bản đồng loạt cúi đầu nhận lỗi thái quân bớt giận thái quân bớt giận một tên đứng đầu hội đạo môn đông bắc đã bị người nhật mua chuột mỉm cười nói đều tại tên tổ gia quá nham hiểm hơn nữa còn liều mạng dám đưa cổ trùng vào cơ thể sau đó lại thừa lúc quân nhật hoàng không đề phòng phá vỡ làm ô nhiễm nguồn nước tên tăng kính võ của bang búa rìu còn liều mạng hơn dám vào tận nơi có hàng vạn con rắn đem cổ trùng được trải trên mình rắn tình cờ thủy triều dâng cao nước lớn tràn vào âm dương hút nhau mới gây nên đại nạn tình cờ ư đến giờ phút này các ngươi vẫn cho rằng đó là tình cờ sao mưu mô mưu mô đây là có sự tính toán trước mặt khác các ngươi thua không phải là ở điểm đó đến việc trắng không sợ hùng hoàng mà các ngươi cũng không biết thật mất mặt thiên hoàng đại nhật quá mà những lời này của kodama yoshio chứa đầy lòng hậm hực rất nhiều kiến thức tư liệu của nhật bản có nguồn gốc từ trung quốc bao gồm cả những thứ sai lầm thuyết trắng sợ hùng hoàng bắt nguồn từ trung quốc vào dịp tết đoan ngọ mọi người uống rượu hùng hoàng để đuổi trắng trừ tà nhưng đây lại là một sự ngộ nhận điều này là do trương tự trim kẻ hầu sinh của phái giang tướng phát hiện ra hồi nhỏ mỗi khi đến tết đoan ngọ anh ta đều được cha cho uống rượu hùng hoàng nói rằng có thể đuổi rắn sau này lớn lên anh ta chuyên đến các hiệu thuốc để mua hùng hoàng sau đó bắt mấy con rắn thả vào đống hùng hoàng kết quả mấy con rắn lờ đờ bò quanh cuối cùng nằm đờ ra trương tự triêm kết luận rằng rắn hoàn toàn không sợ hùng hoàng khi khánh thành viện giao lưu hữu nghị dịch học nhật trung người Nhật sợ rắn độc trên đảo bò vào nên đã cho trải hùng hoàng trong ngoài công trình. Sau trận đại nạn mới ngộ ra rằng cách đó hoàn toàn vô tác dụng. Được rồi. Kodama Yoshio thở dài nói, chiến tranh đã bắt đầu rồi, quân Nhật hoàng muốn chiếm Trung Quốc trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ càng nặng nề, nếu lại phạm sai lầm, hãy mang đầu về đây chịu tội. Tháng 8, Quân Nhật tấn công Thượng Hải, tháng 11 Thượng Hải thất thủ. Tháng 12, Nam Kinh bị chiếm đóng, cuộc đại thảm sát Nam Kinh vô cùng bi thảm bắt đầu. Mỗi khi chiếm được một nơi nào đó, quân Nhật đều tổ chức các hoạt động tế lễ, đội ngũ đại sư tướng số đi theo đại quân lúc này được dịp thi thố tài năng. Họ bày lư hương mà thiên hoàng ban cho lên hương án, thắp hương tấu nhạc, sau đó mặc những bộ y phục thần đạo diễn đủ tư thế uốn éo, miệng phát ra những tiếng kêu la kỳ quái. Trong khói hương mù mịt và thứ âm thanh quái gở mà đám đại sư tướng số đang gân cổ gào thét, ý chí chinh phục toàn Trung Quốc của quân Nhật càng được đẩy lên cao. Đội ngũ đại sư tướng số đa phần đến từ các tôn giáo Nhật Bản, đây cũng chính là một cách xâm lược Trung Quốc của người Nhật. Vào thời điểm này, cả nước Nhật có tổng cộng chừng 70 triệu nhân khẩu, trong đó khoảng 40 triệu tín đồ trung thành với tôn giáo để phát động tín đồ độ tôn giáo tham chiến. Họ lập đền Sokonsa nhằm kích động tư tưởng xâm lược Trung Hoa của người Nhật. Trước đây, đặc vụ Nhật Bản mượn sở cung giáo để thao túng hội đạo môn Trung Quốc, lợi dụng hoạt động mê tín để tuyên truyền cái gọi là tình hữu nghị Trung-Nhật, nhưng thực chất đây là một phần trong sách lược xâm lược Trung Hoa. Đáng tiếc là bàn cờ lớn này bị phái gian tướng được truyền thừa hơn 300 năm của Trung Hoa đập tan. Kodama Yoshio hận tổ gia đến tận xương tủy, tuyên bố muốn tự tay lột da tổ gia. Vào thời điểm đó, tổ gia đang làm khách tại cục quân thống. Tiếp đãi tổ gia là một vị phó quan, phùng tư viễn. Người tiến cử là Giang Phi Yến. Cực chẳng đã, Giang Phi Yến mới phải tiến cử tổ gia với phùng tư viễn phùng tư viễn khi đó vẫn chưa nghi ngờ thân phận của giang phi yến chỉ thấy người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành này tại hoa xuất chúng am hiểu âm dương tuy hay thực hiện những hoạt động mê tín như cầu mưa cầu gió nhưng lại nhiều lần ứng nghiệm mặt khác lại thường đem tiền bạc đi phân phát có khi còn nhiều hơn cả số kiếm được lại còn nguyện dân hiến cho mình phùng tư viễn không kìm được tâm tư đúng là một bậc tài nữ hiếm có trong nhân gian đợi kết thúc cuộc chiến kháng nhật ta nhất định sẽ cưới nàng. Nhưng quân xâm lược Nhật Bản vẫn dồn ép không ngừng, quân quốc dân đảng liên tiếp bại trận, suốt một thời gian dài cả Trung Quốc chìm trong bầu không khí tuyệt vọng, nước mất nhà tan. Lúc này, Đới Lạp, người đứng đầu cục quân thống phụ trách tình báo chiến sự ruột nóng như lửa đốt. Vốn đã mê tín, nay hắn lại càng mê tín hơn, suy đi tính lại, hắn mời tất cả các thầy tướng số nổi tiếng trong khu quốc thống, mở một cuộc đại hội tướng số bí mật trong lòng mỗi thầy tướng số bị điểm danh tham dự đều có sẵn tính toán của riêng mình họ cho rằng đây là cơ hội hiếm có để thành danh mức độ mê tín của đới lạp thì ai cũng biết chỉ cần khéo bờ đỡ đới tướng quân thì mọi việc còn lại đều dễ giải quyết nhưng họ đã lầm lần này điều mà đới lạp quan tâm không phải là vận tốt xấu của cá nhân mà là quốc gia đại sự trong hội trường được canh phòng nghiêm ngặt, đới Lạp vừa đi vừa nói. Các vị đại sư, nay tai họa ập xuống đất nước, thường ngày các vị đều nhận là thiên hạ đệ nhất, từng thắng gia các lượng, không chịu kém lưu bá ôn, biết 500 năm về trước, 500 năm về sau, nay các vị hãy bói thử xem là mất nước hay đánh bại được Nhật Bản. Nếu có thể chiến thắng, thì là thời điểm nào? Các đại sư tướng số lưỡng hộ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Trò này đâu có thể tùy tiện nói rằng không cần biết kết quả giao quẻ thế nào, chắc chắn phải trả lời là chiến thắng. Bằng không, đối tướng quân lại chẳng bóp lòi ngọc hành chúng ta ra ấy chứ. Màn đại hội này giống hệt cuộc bói toán của các nhà chiêm tinh do trùm phát xít Hitler tổ chức sau này. Ngoài đánh trận ra, Hitler còn có hai sở trường. Một là hội họa, hai là chiêm tinh. Trong thư viện của ông ta phần lớn đều là sách chiêm tinh. Tháng 3 năm 1938, Hitler bí mật tổ chức Đại hội Tiên tri tại một thành phố nhỏ có tên gọi Eisenach ở Đức, triệu tập rất nhiều nhà chiêm tinh của Đức thời bây giờ để bói xem triển vọng của cuộc chiến do chính mình phát động. Cuối cùng một nhà chiêm tinh dự đoán rằng Bốn năm sau, chiến cục xoay chuyển, quân Đức bị thương vong lớn bên một dòng sông. Hitler nghe xong đùng đùng nổi giận. Đem giam tất cả vào trại tập trung. Ta sẽ cho bọn chúng thấy ta sang phẳng thế giới như thế nào. Kết quả, năm 1942, quân Đức thảm bại đầy kịch tính bên dòng Volga thuộc Liên Xô. Tiếp đến, năm 1943-1944, Liên quân Anh, Mỹ phát động cuộc chiến tổng lực nhằm vào đảng quốc xã, phát xít Đức bắt đầu tụt dốc dưới sự giám sát của đế lạc, các đại sư tướng số nâm nấp lo sợ, dở pháp bảo ra, người xoay la bàn, kẻ bấm độn ngón tay, người này bày vòng phong thủy, người khác thì lướt bàn tính, sau một hồi vật vả đều đưa ra dự đoán. Quốc quân tất thắng Tuế tại mậu dần Nghĩa là Quân đội quốc dân đảng nhất định sẽ chiến thắng quân Nhật vào năm 1938. Đới lập nghe xong tức đến độ thiếu chút nữa thì té xỉu, thầm nghĩ. Chẳng thà các ngươi nói thẳng là năm nay có thể đánh thắng cho rồi. liền sau đó quát tháo. Cúc, cúc, tất cả cúc cho ta. Đám thầy tướng số thất thểu nhất mông giữ cái mạng còi mà chuồng cho vội. Đới lập thổng người trên sofa, chẳng còn thiết cái gì nữa. Bỗng có người hô to. Báo cáo vào đi bẩm tướng quân có người tên tổ gia xin gặp đới lạp thoạt nghe mắt sáng lên thiết bản tiên sinh đệ nhất cao thủ giang hoài mới chỉ nghe danh mà chưa có dịp gặp mặt hãy lập tức mời vào tên đặc vụ vừa nhận lên quay ra đới lạp đã gọi giật lại hãy khoan vì cao nhân này ta phải đích thân ra mời mới được vâng Đới lập thay bộ quân phục bằng bộ thường phục tinh tương, vừa định ra cửa, bỗng chuông điện thoại reo, đới lập nhấc máy. Vâng. Thưa hiệu trưởng. Vâng, học sinh lập tức lên ngay. Là tưởng giới thạch gọi. Tại tư dinh ở Vũ Hán, tưởng giới thạch đang ngồi trong phòng, còn đới lạp thì đứng nghiêm đợi lệnh. Ta nghe nói cách đây không lâu có một vị cao tăng xem tướng cho mau trạch đông, việc này cậu có biết không? Tưởng giới thạch chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Học sinh có nghe qua? Đới lạp đáp. Rốt cuộc có việc này hay không? Tưởng giới thạch truy đến cùng. Việc này có thể đều là dân tình đồn đại, đới lạp trầu rỉ đáp. Vì cao tăng đó nói ông ta là chân mệnh thiên tử. Nghe nói còn ban cho bốn chữ số. 8, 3, 4, 1. Có ý gì vậy? Điều, điều này học sinh không biết. Đới lập không hề nói dối, ông ta quả thực không biết và khi đó chẳng ai biết được điều này. Tương truyền trong cuộc hành quân trường chinh, Mao Trạch Đông dẫn Hồng quân đi ngang qua một ngôi chùa. Sau khi xem tướng mặt Mao Trạch Đông, vị cao tăng trong chùa nói ông tất giành được Giang Sơn, sau đó lại đọc một dãy số. 8341. Mao Trạch Đông mỉm cười, hỏi: "Thưa cụ, dãy số này có nghĩa gì?" Vị cao tăng chắp tay trước ngực, nói: "Đó chính là thiên cơ, thí chủ tự ngẫm đi." Là lãnh tụ cách mạng giai cấp vô sản của Trung Quốc, Mao Trạch Đông tất nhiên không vì việc vụn vặt này mà dừng bước đường phấn đấu của mình, ông ngước nhìn trời xanh, nói một cách thâm tình mà kiên định: Thiên hạ của cộng sản đảng là chiến đấu vì nhân dân. Hồng quân không tin vào thiên cơ, chúng tôi chỉ tin vào quần chúng công nông. Ai vì nhân dân phục vụ, người đó sẽ nắm được thiên cơ. Nói rồi, dạng dò cảnh vệ đem một ít mì thanh khoa biếu cao tăng. Thưa cụ, cụ hãy giữ gìn sức khỏe, nhất định phải đợi đến ngày thiên hạ thái Binh. Từ đó, dãy số 8.341 trở thành một câu đố sau này Mao Trạch Đông quyết định đặt số hiệu của Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương là 8.341. Thời gian dần trôi, bảy dâu thăng trầm, sự kiện lịch sử năm 1976 cuối cùng cũng xua tan đám sương mù này. Sau đường Sơn Đại Địa Chấn chừng hơn một tháng, lãnh tụ vĩ Đại Mao Trạch Đông cũng tạ từ thế giới. Mọi người bắt đầu lật xem trang sử một đời chinh chiến của Mao Chủ tịch, ngạc nhiên phát hiện ra rằng. Từ khi bước lên nắm quyền lãnh đạo tại Hội nghị Tuân nghĩa năm 1935 cho đến lúc qua đời vào năm 1976, ông đã trải qua đúng 41 năm cầm quyền, thọ 83 tuổi. Và thế là dãy số bí ẩn 8.341 cuối cùng đã được giải đáp. Đương nhiên đây đều là lời dân gian truyền tụng, là sự yêu mến vô hạn đối với chủ tịch mà diễn dịch thành truyền kỳ. Nhiều năm sau một lãnh đạo trung đoàn cảnh vệ trung ương đã ra mặt làm sáng tỏ sự kiện lịch sử. Dãy số 8341 chính là một số hiệu quân đội của trung đoàn cảnh vệ trung ương, căn bản không có chuyện gặp cao tăng gì đó trong cuộc trường chinh của Mao Chủ tịch. Những truyền kỳ khác về số hiệu 8341 đều không có căn cứ. Tưởng giới thạch khi đó lại tin là thật. Hãy tìm ngay vị Phật sống đó, cậu có hiểu ý của tôi không? đới lạp nhanh nhẩu nói. hiệu trưởng, học sinh vẫn đang tìm ạ, à, chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy, do đó chưa dám báo cáo cho hiệu trưởng. tưởng giới thạch gật đầu mỉm cười, ông ta rất coi trọng môn sinh có xuất thân lưu manh này, vì cậu ta luôn nghĩ thay những điều mà ông ta nghĩ, lo lắng thay những điều mà ông ta lo lắng. vì tưởng giới thạch, đới lạp có thể hy sinh tất cả nhất là trong sự biến tây an bọn hạ ứng khâm muốn giết tưởng giới thạch đới lạp bất chấp an nguy của bản thân không ngần ngại theo sát tống mỹ linh đến tây an đồng thời viết tuyệt bút trong lúc câu lưu hy sinh vì nước kiên định sở nguyện duy chưa gặp lãnh tụ chết không cam lòng từ đó đới lạp càng nhận được sự tin tưởng của tưởng giới thạch người ngoài đều gọi đới lạp là bội kiếm của tưởng giới thạch nhưng bù lại học sinh tìm được một vị đại sư khác. Đới Lạp nói. Vì thiên lý. Đới Lạp lắc lắc đầu. Viên thụ sang. Đới Lạp vẫn lắc đầu, sau đó nói. Vị này là thiết bản tiên sinh, mệnh danh là cao thủ tướng số đệ nhất giang hoài. Tưởng giới thạch thoạt nghe vậy liền nổi giận. Ta nghe nói người này có dính líu đến vương á tiều kia mà đới lạp sững người hiệu trưởng tỳ vết không che được ánh ngọc dù gì vẫn là tài năng có thể dùng được trước đó không lâu chính ông ta đã đập tan cơ quan đặc vụ nhật bản trên đảo chu sang tưởng giới thạch ngờ vực tin này có đáng tin cậy không có lẽ đáng tin cậy tiếng pháo vọng đến từ quần đảo chu sang nghe nói có liên quan đến thế nào là có lẽ đáng tin cậy tin cậy là tin cậy không tin cậy là không tin cậy tưởng giới thạch ngắt lời đới lạp vâng hiệu trưởng học sinh sẽ cho điều tra ngay tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng chẳng biết làm cách nào muốn lẻn vào được tổ chức đặc vụ của nhật đâu có dễ tưởng giới thạch nhìn đới lạp nói cậu đi gặp ông ta đi, đối với bọn thổ phỉ giang hồ có qua lại với vương Á Tiều, phải hết sức cẩn thận. Đới lập hô to. Vâng, rồi quay ra. Để tìm tổ gia, đới lập suy nghĩ hết cách, cuối cùng phùng tư viễn làm việc dưới trướng đới lập bỗng nghĩ đến giang phi yến. Dù rằng khi đó ông ta vẫn chưa biết Giang Phi Yến và Tổ Gia cùng là môn sinh của phái Giang Tướng, nhưng ông ta nghĩ Đã là hành nghề tướng số, đều là người trong giang hồ chắc chắn sẽ biết tiếng nhau phùng tư viễn hỏi giang phi yến nàng có biết thiết bản tiên sinh ở giang hoài không giang phi yến nghe xong thoáng giật mình ừm cũng có nghe qua bà biết là không thể nói không bởi như vậy thì quá giả tạo trái lại sẽ lộ chân tướng vậy có thể tìm được ông ta không phùng tư viễn truy hỏi Giang Phi Yến suy nghĩ một lát, nói. Khi gia sư còn tại thế, tôi từng gặp người này, ông ta là truyền nhân của Thiết Bốc Tử, còn gia sư là truyền nhân của Thanh Nhất Phái trên núi Mao Sơn, cùng một đạo môn, từng có qua lại. Nhưng người này hành tung bất định, trong giang hồ có rất nhiều người muốn được thỉnh giáo, ông ta cũng thường xuyên đi đây đó, để tôi thử xem sao. Cảm ơn Giang Tiểu Thư. Phùng Tư Viễn nói một cách dí dỏm. Nghiêm chỉnh đi. Giang Phi Yến lượng ông ta một cái. Rất nhanh chóng Giang Phi Yến đem việc này báo cho tổ gia, hỏi ông có đồng ý gặp không. Với bọn đặc vụ quân thống, tổ gia xưa nay hận đến tận xương tủy, nhất là từ sau khi Vương A Tiều bị bọn chúng ám sát, nên mỗi khi nghe đến từ quân thống là ông lại thấy nóng mặt xem tướng số cho đặc vụ quân thống ư. Tên đế lập đó vừa hại chết cửu gia đấy. Tổ gia gằn giọng. Nhưng tổ gia khoay lên cơn sóng gió quá lớn, đế lập đã để mắt đến ông rồi. Giang Phi Yến lo sợ. Yến tỷ, nam phái từ xưa có dây dưa với triều đình, đó là quy luật sinh tồn, đồng phái từ xưa đến nay luôn ở trong dân giả, nếu ta đi gặp đới lạp, e rằng ngày sau sẽ liên lụy đến cả phái gian tướng đến lúc đó chỉ sợ chúng ta đối phó không nổi bà xem lưu sư gia của tay phái thiếu chút nữa bị lưu tương bắn chết qua lại với quốc dân đảng chúng ta vẫn còn non lắm hiện nay quốc dân đảng vẫn chưa biết sau lưng chúng ta có phái gian tướng cũng không biết chúng ta là những tên lừa đảo càng không biết tần bách xuyên tiền diệu lâm bà tôi Bốn nhà đại tướng số tuy phân chia ở đông tây nam bắc lại là người một nhà, nếu tin này lộ ra, cả phái Giang tướng cách sự diệt vong chẳng bao xa đâu. Giang Phi Yến nhìn tổ gia, đột nhiên hỏi. "Tổ gia, chúng ta là kẻ lừa đảo ư?" Tổ gia ngây người. Giang Phi Yến nói tiếp. "Chúng ta không phải là kẻ lừa đảo." Tổ gia tinh thông bát tự, lục hào, phong thủy, phi yến cũng kế thừa thuật hô phong hoáng vũ của ngũ nương chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm như vậy đã tôi luyện được bản lĩnh thực sự công phu của chúng ta mạnh hơn nhiều so với đám thầy tướng số đầu đường xó chợ chỉ có điều chúng ta có sứ mệnh cướp của người giàu chia cho người nghèo thay trời hành đạo khiến chúng ta ngoài việc sử dụng bản lĩnh thực sự ra còn phải dựa vào lừa đảo mà sống chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể giúp đỡ càng nhiều người nghèo đây là sứ mệnh của chúng ta. Kẻ khác mượn tướng số để lừa tiền, chúng ta lại khoác lên chiếc áo lừa đảo mà hành thiện, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo đây? Câu nói của Giang Phi Yến khiến tổ gia bừng tỉnh, bao nhiêu năm nay Giang nàng vất vả, lập bẫy lừa đảo, thật thật giả giả, thập tử nhất sinh, dường như quên mất rằng bản thân là người tốt. Tổ gia nghe người ra hồi lâu, nói nhưng người của quân thống tìm ta chẳng hỏi ngoài hai việc một là vận tốt xấu của cá nhân hai là xem công cuộc kháng nhật việc như vậy há có thể tùy tiện bói toán ư chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó trung hoa chẳng thiếu nhân tài nhưng không phải là chúng ta tổ gia phải đi ban đầu tôi do dự có nên để tổ gia gặp họ không nay tôi nghĩ kỹ rồi tổ gia phải gặp bọn họ Gặp bọn họ rồi, phải Giang Tướng sẽ được an toàn." Giang Phi Yến chớp mắt nói. Tổ gia lại ngây người ra. Sao bà lại nói như vậy? Giang Phi Yến bước lại gần, thì thầm vào tai tổ gia mấy câu. Tổ gia nghe xong bật cười ha hả. Yến tỷ quả không hổ là đại sư bá nam phái, hiểu rõ huyền cơ trong quan trường, bội phục, bội phục. Giang Phi Yến đỏ mặt, khiến tổ gia chê cười rồi. Phần truyện đặt tên theo ngũ hành Trong phòng khách, Phùng Tư Viễn Đích Thân rót đầy tách trà cho tổ gia, rồi sau đó lễ phép nói. Tiên sinh đợi một lát, đới tướng quân đến ngay bây giờ. Phùng phó quan chớ khách sáo. Được dốc sức vì đới tướng quân, bị nhân thấy vô cùng vinh hạnh. Chừng nửa canh giờ sau, đới lạp đến. Tổ gia đứng dậy nghênh đón, đây là lần đầu tiên ông gặp đới lạp bằng xương bằng thịt. Gặp kẻ thù không đội trời chung, tổ gia cố gắng che giấu lửa giận đang nguồn ngụt trong lòng, nhưng hình ảnh vương á tiều vẫn cứ chập chận trước mắt. Ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, nay mới gặp mặt, quả là tiên phong đạo cốt. Đới lạp bắt tay tổ gia nói. Đới tướng quân thần Vũ Anh Minh, uy danh bốn biển, được gặp tướng quân, Bị nhân vô cùng vinh hạnh. Tổ gia phụ họa. Mời ngồi. Đới lạp nói với cung cách khách sáo. Sau khi hai người ngồi xuống, đới lạp bỗng cất tiếng hỏi trước. Nghe nói tiên sinh thường qua lại với vương Á Tiêu. Tổ gia đã lường trước tình huống này. Giang Phi Yến cũng dặn đi dặn lại rằng ông cố đừng để thất lễ. Tổ gia bình tĩnh đáp chẳng dám nhận là có qua lại chỉ là diêm vương cho đòi tiểu quỷ không dám không đến vương a tiều hay đới tướng quân cũng vậy đều là tấm thân máu thịt là người tất sợ cái chết đó là đạo lý hiển nhiên do đó thánh nhân sáng tạo ra chu dịch nhằm dạy cách đón các tránh hung vương á tiều khi còn sống cũng từng mời bỉ nhân đến xem các hung câu trả lời này vừa khéo léo tránh được cái bẫy của đới lạp vừa nghe có vẻ rất chân thực Đới Lạp mỉm cười, nói Lời của tiên sinh rất đúng Đây giống như chức phận của thầy thuốc là trị bệnh cứu người Bất luận là người tốt hay xấu Trong mắt thầy thuốc chỉ là bệnh nhân Đã là bệnh nhân thì phải điều trị Người xưa nói Người học y, chữa bệnh, người học dịch, trị mệnh Dịch học, y học vốn cùng một nhà Đông y và thuật số đều tuân theo nguyên lý âm dương, đều tuân theo sự chế hóa xung khắc của ngũ hành do đó người xưa mới nói không làm tướng giỏi thì làm thầy thuốc không thể xuất tướng nhập sĩ trị quốc an bang vì triều đình thì quay về làm thầy thuốc hoặc thầy tướng số chuyên tâm phục vụ bách tính phẩm chất dịch học của tiên sinh quả là cao thượng tổ gia trong bụng thầm nhận xét đới lạp đúng là đới lạp bất luận tại ăn nói hay học vấn đều trội hơi một bậc so với bọn đặc vụ thông thường tổ gia cũng mỉm cười đới tướng quân am hiểu dịch lý quán thông cổ kim bội phục bội phục đới lập nhấp một ngụm trà nói lần này mời tiên sinh đến đây là có việc quốc sự muốn hỏi tổ gia nói có hỏi tất có đáp bỉ nhân sẽ dốc hết sức đới lập gật đầu quân nhật xâm lược nước ta trung hoa gặp nguy kể từ khi tôn trung sơn lập quốc đây là lần đầu tiên trung hoa ta gặp kiếp nạn lớn như vậy nam kinh thất thủ phúc chốc mấy trăm ngàn người chết ủy viên trưởng rất đau lòng tiên sinh hãy đứng từ góc độ đại nghĩa dân tộc xem xem trong cuộc chiến trung nhật này liệu ta có thể giành thắng lợi không nếu thắng thì thắng vào thời điểm nào tổ gia gật đầu nói tấm lòng thành ái quốc của đế tướng quân thật khiến người ta kính trọng. Xem vận nước cần phải dụng đến phép kỳ môn, đặc biệt là chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia kia, càng phải dụng thuật kỳ môn vũ trụ. bỉ nhân học sơ tài thiển, đối với phép này không được tinh thông cho lắm, chỉ có thể dựa vào phép thiên tượng, mạng phép múa rượu qua mắt thờ vây. Tiên sinh quá khiêm tốn rồi, xin mời. Tôi xem trong cửu tinh, chủ tinh mờ tối, sao phá quân hung ác, dữ tợn, đó đều chủ về việc xấu. Nhưng hai sao văn khúc và vũ khúc cũng chiếu, đây là tượng tốt. Quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa, sao cự môn mở, sao tham lan khởi, hai năm đấu tất sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng một khi qua hai năm đầu này, quân Nhật tất sẽ đến hồi hạ phong. Nhật Bản là quốc đảo nhỏ bé, đánh thẳng một mạch vào nội địa Trung Hoa ta tất sẽ xa lầy vào chiến cuộc, lâu ngày sẽ bị quân ta dặn có mệt nhọc, đến lúc đó quân ta phản công, tất sẽ đuổi được loài lan sói ra khỏi đất nước. Duy có một điểm. Điểm gì? Đới lập sốt sáng hỏi. Trung Hoa kháng chiến, vạn người phải đồng tâm, nếu quốc quân chỉ nghĩ đến tiểu cộng, tức là làm trái đạo trời, tất sẽ chuốc lấy thất bại. Hai tướng trương, dương trong sự biến Tây An chính là điểm báo. Lời của tiên sinh rất đúng. Đới lập gật gù, chỉ là một nước, há có thể hai vua. Phỉ cộng quá ngạo mạn Tổ gia mỉm cười. Có được lòng dân là giành được thiên hạ, đới tướng quân không thể không biết điều này. Vậy thì, cuộc chiến này phải mất bao nhiêu năm mới giành thắng lợi? Đới lập hỏi dồn. Ngắn thì 5 năm, dài thì 10 năm Lâu vậy sao? Đới lạp sửng sốt nói Liền sau đó lại nghĩ Nhưng cũng đành vậy Đến đây, đới lạp đã bị tổ gia dẫn dắt hoàn toàn Người mời thầy tướng số đến xem cho mình thường như vậy Những thứ mà bản thân rõ ràng đã phán đoán ra thì lại thiếu tự tin Nhất định phải nghe chính miệng thầy tướng số nói ra mới cảm thấy yên tâm Xét từ góc độ này thầy tướng số cũng giống như bác sĩ tâm lý kỳ thực việc dự đoán kết quả kháng nhật trên toàn quốc lúc bấy giờ không nằm ngoài hai trường hợp một là nhật bản chiến thắng trung hoa mất nước trường hợp còn lại là trung hoa tất thắng nhưng thời gian thì không xác định có thuyết tốc thắng có thuyết kéo dài tóm lại số người nghiêng về thuyết giành thắng lợi chiếm đa số một nước lớn thế mạnh há có thể thu quân giặc luồng nhỏ bé sao Lời dự đoán này cũng bao trùm lên cả hệ thống đặc vụ quân thống. Phùng Tư Viễn có lúc phong nguyệt gió trăng cùng Giang Phi Yến xong, cũng rôm trả bàn luận việc này. Giang Phi Yến tỉ mỉ ghi nhớ, rồi đem kể hết lại cho tổ gia nghe. Tổ gia mới có thể phán trên trời dưới đất, làm cho đới lạp trong lòng rất khâm phục, còn về lời dự đoán. Ngắn thì 5 năm, dài thì 10 năm là tổ gia tự dự đoán, vì ông cũng không biết rốt cuộc phải chiến đấu bao lâu, nhưng là người Trung Quốc, ông tin chắc rằng. Trung Quốc sẽ không bại vong. Đới lập hỏi xong việc công thì bắt đầu hỏi đến việc riêng, trước khi hỏi đưa mắt ra hiệu cho Phùng Tư Viễn. Phùng Tư Viễn biết ý lui ra. Từ lâu nghe danh tiên sinh tinh thông thiết bản thần số, chỉ cần xem bát tự, tốt xấu thoạt nhìn là biết ngay, đây là bát tự của tại hạ, để lập đưa bát tự của mình ra. Rốt cuộc tổ gia cũng đợi được thời cơ này. Sau khi suy ngẫm một lát, tổ gia nói. Nếu luận theo pháp thông thường, thì bát tự của đế tướng quân thiếu thủy, trong mệnh, thủy là đệ nhất dụng thần. Do đó, gặp được thủy là tốt, bất luận là bố cục phong thủy hay là đặt tên, đều phải có thủy. Đế lập nghe xong gật đầu ly lịa, bản thân hắn cũng hiểu bát tự biết rằng bác tự của mình thiếu thủy do đó một hơi nêu ra mấy chục cái tên có mang thủy đặt cho mình nhưng tổ gia chợt chuyển đề tài nhưng gì cơ đới lập vội hỏi nhưng đây chỉ là luận điệu hoang đường luận điệu hoang đường đới lập ngạc nhiên đến độ suýt đứng bật dậy thông thường bác tự được chia thành tám chữ nhưng có một số bố cục đặc biệt không thể luận theo thuyết ngũ hành cân bằng. Vì vậy nếu ngũ hành trong bát tự đều vượng, khi mà vượng đến độ không thể khống chế được thì phải tiết bớt thế vượng của nó bằng không cứ lấy ngũ hành tương phản mà khống chế, trái lại sẽ kích thích thế phản ngược, đây gọi là ít khó địch nổi nhiều, mãnh hổ địch quần nan, người xưa cũng luận thuật rất nhiều về điều này. Bát tự của đối tướng quân là hỏa vượng, nếu luận theo thông thường nên bổ sung thủy dùng thủy để chế phục hỏa, duy trì ngũ hành cân bằng, nhưng xét một cách tỉ mỉ, trong bát tự của tướng quân, thiên can bính hỏa là nhật chủ, lại gặp địa chi tỵ hỏa, đinh hỏa trên niên can, thời can và tỷ kiếp trợ giúp lẫn nhau, nguyệt can ất mộc lại sinh hỏa, mộc hỏa thông minh, lửa lớn phừng phừng, thế vượng không gì cản nổi. Do đó, tuyệt đối không thể dùng thủy. Vậy dùng cái gì? đới lạp sợ toát mồ hôi hột. Dùng thổ. Tổ gia nói như đinh đóng cột. Tiên sinh nói rõ xem. Đới lạp biết mình đã thất lễ, liền lập tức bình tĩnh trở lại. Hỏa sinh thổ, thổ có thể tiết hao vượng khí của hỏa, lại không giống như thủy kích thích thế phản ngược của hỏa. Tổ gia nói. Đới lạp gật gật đầu. Đúng, có lý lý luận này của tổ gia bắt nguồn từ quy luật ngũ hành sinh khắc chế hóa sau này ông cũng thường giảng giải lý luận này cho anh em đường khẩu nghe ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ là quy ước trừu tượng của người xưa về mọi sự vật trên thế giới trong thượng thư thiên hồng phạm có chết ngũ hành một là nước hai là lửa ba là gỗ bốn là kim loại, năm là đất, nói về tính chất. Nước thấm xuống dưới, lửa bốc lên trên, gỗ có công có thẳng, đồ kim khí tùy tay người thợ mà đổi hình, đất để trồng cấy. Ngũ hành là nền tảng của mọi thuật tướng số, người xưa cho rằng thiên địa vạn vật đều có ngũ hành, mọi sự các hung hỏa phúc đều do sự vận động và tương tác của ngũ hành mà thành, nắm được nguyên lý ngũ hành rồi, sự thần bí của thuật dự trắc cũng sẽ dễ dàng lý giải khi mới học, có lúc đám tay chân hỏi. Trời tròn đất vuông, hồng trần vạn vật, trên thế giới này ngoài kim loại, gỗ, nước, lửa và đất ra, còn có biết bao nhiêu sự vật, ví dụ thủ lợn, áo dài, áo khoác, máy quay đĩa, chó, mèo, đại tiện, chỉ dùng ngũ hành sao có thể bao hàm được tất cả đây. Tổ gia mỉm cười nói. Nếu coi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chỉ là như kim loại gỗ nước lửa và đất thì đã đánh giá thấp trí tuệ của các bậc tiên hiền xưa phàm là khái niệm đều có nội hàm và ngoại diên của nó kim mộc thủy hỏa thổ là sự biểu đạt trừu tượng của ngũ hành khái quát vạn vật trong cuộc sống của chúng ta những vật ta thấy ở khắp mọi nơi đều có thể quy vào ngũ hành kim phàm vật chất có tính chất cứng có khí sơ sát tiêu điều đều gọi là kim, không chỉ bao gồm vàng, còn là tất cả kim loại và nguyên tố chất cứng như bạc, đồng, sắt, nhôm, thép, đá quý, trân châu, mã não, ngọc phỉ thúy. Đồng bạc, tiền đồng, dao mổ lợn, súng lục, đại bác, xương cốt, vòng ngọc, những sự vật trông thấy hàng ngày này, ngũ hành đều thuộc kim. Mộc Những vật chất có công có thẳng, hướng lên trên, có tính cổ xưa, nhân ái, đều thuộc mộc như Cây cối, hoa cỏ, đồ vật làm từ gỗ, lược gỗ, lông tóc, thuốc lá Thủy Sự vật có tính di động, có khí linh hoạt đều thuộc thủy như Biển, sông ngòi, hồ nước, nước uống, các loại hoa quả, tôm cá Hỏa Những vật chất nhiệt nóng hoặc khí ấm áp đều thuộc hỏa như lửa, lò luyện thép, lò gạch, mặt trời, bóng đèn điện, diêm, pháo nổ. Thổ Phàm là những vật chất có tính thu liễm, đôn hậu, giản dị, chất phát đều thuộc thổ như Núi, đất đai, tường thành, sa mạc, phòng ốc, đường xá, cát, đồ gốm, bùn Tổ gia dạy chúng tôi quy luật ngũ hành tương sinh là Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thế nào là thủy sinh mộc? Thực vật muốn sinh trưởng được thì không thể thiếu nước, người nông dân trồng hoa màu, hoa màu muốn tốt tươi thì phải tưới tắm, các bà các cô thích trồng hoa cây cảnh đều biết tầm quan trọng của việc tưới nước đúng giờ. Đây là những sự việc quá đổi bình thường, nhưng đều hàm chứa nguyên lý thủy sinh mộc. Vì sao mộc lại sinh hỏa? gỗ có thể đốt cháy, người xưa đều dùng củi để sưởi ấm, nấu ăn. Mặt khác người thượng cổ cũng lấy lửa bằng cách dùng hai thanh gỗ cọ sát vào nhau. Thời cổ đại, dường như gỗ là vật liêu duy nhất sinh ra lửa. Nguyên lý một sinh hỏa không cần nói cũng hiểu. Vì sao hỏa sinh thổ? Cây cỏ đốt cháy hết thì sinh ra tro than, cuối cùng dần dần tan ra thành bùn đất. Người vùng núi đốt trừng làm rẫy chính là vận dụng nguyên lý này. Vì sao thổ sinh kim? Đó là bởi khoáng sản kim loại, ngọc, phỉ thúy đều được khai thác từ lòng đất. Bốn nguyên lý trên đây, đám tay chân đều dễ dàng hiểu được, duy có nguyên lý kim sinh thủy, tổ gia lại không giảng, ông nói vui rằng. Ai có thể lý giải được vì sao kim sinh thủy, ta sẵn sàng nhường vị trí của ta cho người đó thế là đám tay chân bàn tán rôm rã có người nói vật chất có tính kim vốn là tính hàng nên có khí chất lạnh do đó kim sinh thủy cũng có người nói đem kim loại nung chảy có thể được dòng gang thép nóng chảy người thì nói trong bát quái quẻ càng đại diện cho trời ngũ hành thuộc kim nước mưa từ trên trời rơi xuống do đó kim sinh thủy tổ gia lắc đầu bảo rằng tất cả đều sai về ngũ hành tương khắc tổ gia giảng giải cho chúng tôi càng sinh động hơn. Ông có thể đem những hiện tượng bình thường nhất để giảng giải cho chúng tôi hiểu những đạo lý vô cùng cao thâm. Nguyên tắc căn bản của ngũ hành tương khắc là Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Vì sao kim khắc mộc? Một cái cây nhỏ tốt tươi, một chiếc triều bổ xuống, rồi thêm vài nhát nữa liền đứt đoạn đổ gục xuống rìu được làm từ kim loại đây chính là kim khắc mộc vì sao mộc khắc thổ một mảnh đất vuông vức một cọc gỗ được đóng xuống lập tức đất nước toát ra người xưa đóng cọc gỗ buộc gia súc dựng lều bạc đều vận dụng nguyên lý mộc khắc thổ hạt giống thực vật nảy mầm đội đất mà lên cũng nói lên nguyên lý này vì sao thổ khắc thủy tục ngữ có câu giặc đến tướng chặn, nước dân đất ngăn chính là nói đến nguyên lý này. Đất có tính hút nước rất mạnh, nếu xảy ra lũ lụt, cách tốt nhất là dùng đất để bê bờ dẫn dòng và đắp đê chặn lũ. Vì sao thủy khắc hỏa? Điều này càng dễ lý giải. Khi xảy ra hỏa hoạn, thông thường đều dùng nước để dập lửa. Vì sao hỏa khắc kim? Đặc tính của kim loại là cứng, nhưng dù cứng thế nào chăng nữa chỉ cần nung với nhiệt độ thích hợp là đều có thể nóng chảy đó là thuộc tính khiến nó trở nên như vậy nay tổ gia đem lý luận này áp dụng với đới lạp tổ gia có tính toán của riêng mình ông muốn mượn cơ hội này để báo thù cho vương a tiều người tinh thông âm dương ngũ hành đều biết xem tướng số giống như khám bệnh vậy nếu chẩn đoán sai người ta cần bổ sung thủy anh lại đem bổ sung hỏa đó khác nào kê sai vị thuốc, sẽ khiến bệnh tình nặng hơn, phản ánh trên vận mệnh chính là gặp vận rủi lớn. Tổ gia cố ý nói bác tự thiếu thủy của đế lạp không thể dùng thủy để bổ khuyết, trái lại phải dùng thổ, đây là ông muốn làm mất đi sự cân bằng trong bác tự của hắn, nhằm đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với người ngoại đạo, cách làm này thật giống như một trò đùa, nhưng tổ gia lại tốn không ít tâm sức vào nó, dày công lập bẫy, khổ luyện kỹ năng biện luận. Nhìn suy nghĩ một cách tỉ mỉ, thầy tướng số ngoài cách này ra, còn có cách nào khác nữa đây? Đó chính là nỗi bi ai của thầy tướng số và cũng là sự thâm hiểm của ông. Tổ gia nói xong, âm thầm quan sát đới lạp. Đới lạp chớp mắt không nói. Tổ gia lại nhồi thêm một câu. Đây chỉ là kiến giải riêng của bỉ nhân, đới tướng quân hãy cân nhắc tham khảo. Không nhất thiết tin cả. Đới lạp chung quy vẫn là đới lạp, cái tính hồn nghi của hắn lúc này lại phát huy tác dụng, đột nhiên hỏi. Tiên sinh xem mệnh đạo hoa của ta thế nào? Người xưa xem bác tự thường đề cập đến thuật ngữ mệnh đạo hoa, đạo hoa sát, kiếp đạo hoa, người đến xem bói cũng thường hỏi thầy rằng. Thầy xem giúp tôi phải chăng có mệnh đạo hoa? Từ đào hoa này được gán cho quá nhiều màu sắc thần bí. Kỳ thực, đào hoa chỉ là một thần sát trong bát tự. Người xưa luận về tướng mệnh, ban đầu lấy ngũ hành sinh khắc của can chi trong bát tự làm nền tảng, sau này trải qua quá trình diễn biến của lịch sử, không ít thuật sĩ phong kiến thêm thắt những điều đầy màu sắc mê tín, đào hoa chính là một trong số đó. Trong hệ thống thần sát bát tự, đào hoa còn gọi là hàm trì là nơi tắm rửa của các tiên nữ trên trời. Người xưa còn nói, Nhật xuất phù tan, nhập, vu hàm trì. Nếu trong bát tử có thần sát này, gọi là mệnh có đào hoa. Vậy tác dụng của đào hoa là gì? Người xưa cho rằng, đào hoa có hai tầng ý nghĩa, nếu bát tự tổ hợp tốt, chủ về xinh đẹp, thông minh, đa tình, có mối quan hệ tốt với người khác giới, hôn nhân mỹ mãn còn nếu bác tự tổ hợp không tốt chủ về tính cách phong lưu dễ thay đổi tình cảm dâm đảng, trắc trở trong hôn nhân nếu phạm đào hoa sát còn có thể chết vì tình do đó mệnh có đào hoa rốt cuộc là tốt hay xấu còn phải xem tổ hợp bác tự cụ thể cách phán đoán mệnh đào hoa rất đơn giản người xưa có câu khẩu quyết rằng thân tí thìn đào hoa tại dậu dần ngọ tuất đào hoa tại mão tỵ dậu sửu đào hoa tại ngọ hợi mão mùi đào hoa tại tý luận theo niên trụ phạm là người tuổi khỉ thân tuổi chuột tý tuổi rồng thìn trong địa chi của bác tự xuất hiện chữ dậu người tuổi ngựa ngọ chó tuất hổ dần trong địa chi bác tự xuất hiện chữ mão gọi là mệnh mang đào hoa hai câu còn lại tương tự Ví dụ, người tuổi khỉ sinh vào tháng dậu, tháng 8 âm lịch, chính là gặp đào hoa, hay sinh vào giờ dậu buổi chiều, khoảng 5-7 giờ chiều, cũng là mệnh gặp đào hoa. Nhiều đại sư dịch học trong lịch sử đã lên tiếng phê phán gây gắt những lời bói toán mang đầy màu sắc mê tín này, họ cho rằng những thứ cạn bã này phải quăng vào sọt trác từ lâu rồi. Nhưng đến nay, nhiều thuật sĩ vẫn dùng nó để xem tướng số nay đới lập hỏi tổ gia về mệnh đào hoa, với mưu trí lão luyện, tổ gia đương nhiên không xuất chiêu theo cách thông thường. Tổ gia bấm quẻ, gật gù liên tục, sau đó mỉm cười, cao giọng nói. Đới tướng quân anh Tuấn Uy Phong, người phụ nữ của ngài tất xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu không phải con nhà danh môn thì cũng là minh tinh màng bạc. Đới lập nghe rồi thốt lên. Thật lợi hại. Hắn thầm yêu hồ điệp, minh tinh của bến Thượng Hải đã lâu, hạ quyết tâm không có được nàng thề không từ bỏ, đây là bí mật hắn cất giấu tận đáy lòng. Hắn đâu biết rằng, việc hắn phái đặt vụ ngầm đi điều tra hồ điệp từ lâu đã bị phùng tư viễn đem ra làm chuyện cười khi ông ấp giang phi yến. Rốt cuộc mấy năm sau, tại Trung Khánh, hắn cũng ẩm được đệ nhất Mỹ nhân dân quốc, hồ điệp khi đang lâm nạn, minh chứng cho câu nói trên của tổ gia. Đến lúc này, đới lập trở nên do dự, hắn do dự là nên chăng tiến cử tổ gia với tượng giới thạch. Hắn đứng trước hai mối băng khoăn. Thứ nhất, ông thầy này bói chuẩn như vậy, ngộ nhỡ bói ra cái giả tâm của hắn, khiến lão gia nghi ngờ, há chẳng phải rước phiền phức vào người ư. Mà trong quân thống ban phái nhiều như rươi, biết bao kẻ muốn lật đổ mình. Lúc này mà để lộ ra, e rằng khó giữ được cái mạng. Thứ hai, lôi kéo người này ở bên cạnh mình há chẳng phải tốt hơn đem cúng cho lão gia, gặp lúc nguy cấp, bói một quẻ, vừa có thể bảo vệ bản thân, gặp hung hóa cát, lại có thể nhờ vào sự chỉ điểm của ông ta mà bày mưu hiến kế thể hiện trước mặt lão gia, chiếm được lòng tin, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện ư. Lúc đó, đối lập với vây cánh chưa thực sự lớn mạnh ráng sức suy nghĩ mọi việc đều nằm trong dự liệu của tổ gia và giang phi yến đây chính là nguyên nhân vì sao giang phi yến khăng khăng bảo tổ gia đi gặp đới lạp giang phi yến quá hiểu quy luật trong quan trường mấy trăm năm nay việc hải đường gây dựng nhiều mối quan hệ vô cùng sâu rộng trong triều đình từ đại thanh đến dân quốc hoàng đế thái giám nghĩ thế nào tổng thống tướng quân nghĩ ra sao các nữ a bảo đều nắm rất rõ cuối cùng đới lạp đứng dậy bỏ đi tổ gia thở phào một tiếng hôm nay có thể giữ được danh hiệu để nhất tướng số gian hoài không gây nghi ngờ cho đới lạp phải gian tướng tạm thời an toàn lại tránh không dính dáng vào mâu thuẫn quân thần giữa tưởng giới thạch và đới lạp còn đới lạp quay về báo cáo với tưởng giới thạch thế nào chẳng cần nói cũng rõ tóm lại tưởng giới thạch sẽ không gặp tổ gia phần truyện vạch trần phi thiên thiêu sống thiên nhân cùng lúc đó trong nội địa trung nguyên quân nhật vẫn điên cuồng tiến công nội bộ quốc quân các phe cánh mãi đấu đá lẫn nhau sức chiến đấu yếu ớt tháng 6 năm 1938, nhật chiếm được từ châu lan phong tiếp theo quân nhật dồn toàn bộ binh lực ở hoa bắc hoa đông tấn công khai phong một khi khai phong thất thủ Tuyến đường Sát Bình Hán mất theo, quân Nhật có thể đánh thẳng một mạch vào xào huyệt quốc dân đảng, Vũ Hán. Sau khi để mất Nam Kinh, quốc dân đảng vội vàng rời đô về Trùng Khánh, nhưng khi đó cơ quan đầu não của chính phủ quốc dân và bộ chỉ huy quân sự đều ở Vũ Hán. Trên thực tế Vũ Hán thời điểm đó là trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của cả nước. Vì vậy, tưởng giới thạch bị bước vào đường cùng đã đưa ra quyết định gây chấn động cả nước phá hủy đê Hoàng Hà. Chặn bước tiến quân Nhật Ngày 9 tháng 6, hàng trăm quả đạn pháo phá vỡ đê Hoàng Hà ở cửa Hoa Viên, ngay lập tức nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn đổ ra, bỗng chốc nhấn chìm 44 huyền, hại chết 89 vạn người. Sau khi biết tin này, tổ gia căm phẫn đến nỗi toàn thân run rẩy Lũ xâm lược Ta phải ăn tươi uống máu các ngươi. Sở dĩ tổ gia không mắng tưởng giới thạch mà mắng lũ xâm lược là vì khi đó chính phủ quốc dân đảng che giấu chân tướng sự việc, nói chính người Nhật phá đê hoàng hà. Sau này mãi đến năm 1978, tức ba năm sau khi tưởng giới thạch qua đời, sách giáo khoa của Đài Loan mới dám thừa nhận sự thật lịch sử này. Tính mạng của 89 vạn người dân để đổi lấy 3 tháng hòa hoãn, ngay sau đó quân Nhật tận dụng ưu thế binh lực tấn công Vũ Hán. Cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán Bi Hùng nổ ra. Binh lực tham chiến của cả hai bên lên đến 140 vạn, quốc quân thương vong đến 40 vạn, Nhật 14 vạn, Nhật chiến thắng một cách vất vả, quốc quân dùng sự thương vong cực lớn, đẩy quân Nhật vào giai đoạn chiến lược giằng co. Sau khi Nhật chiếm Vũ Hán, đường khẩu của tổ gia đang co cùng ở ngoại ô Vũ Hán cũng tính đến phương án rút lui. Còn đi đâu, ông vẫn chưa biết. Lúc này Quảng Châu đã rơi vào tay giặc, Giang Phi Yến dẫn các chị em vội chạy về Quảng Tây. Thế là tứ đại đường khẩu, chỉ có tay phái Long tu nha ngồi yên ổn ở trùng khánh, ba đường khẩu còn lại đều bị tổn thất nghiêm trọng. Tần Bách Xuyên lúc này ngông nghênh tự đắc, nhiều lần cử người đưa tin cho tổ gia và Giang Phi Yến rằng. Sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, anh em Nam Phái và Tây Phái đều có thể đến xuyên Tây. Tổ gia và Giang Phi Yến đều hiểu rõ, đây kỳ thực là giả mèo khóc chuột, vào địa bàn của ông ta thì phải nghe theo sự chỉ đạo của ông ta, ông ta muốn thừa cơ thâu tóm cả phái Giang tướng. Đi hay không, tổ gia? Tam bá đầu hỏi. Tổ gia trầm tư, tất nhiên là phải đi, vấn đề là đi đâu? Không đi được. Tứ bá đầu hơn một năm nay trầm lặng ít nói bỗng lên tiếng, sống làm kẻ tuấn kiệt chết làm ma anh hùng nhật giết chết anh trai tôi hại chết vợ tôi tôi phải trả thù tổ gia nhìn tứ bá đầu hình dung tiểu tụy trong lòng cảm xúc hỗn độn không biết phải nói gì cho phải cuối cùng tổ gia thở dài một tiếng được rồi ta bẫy một phen giết quân xâm lược trước khi đi tổ gia nghĩ kỹ chưa đấy các bá đầu đều cuốn cả lên Tổ gia im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tổ gia biết, đi kèm với sự xâm lược về mặt quân sự, quân Nhật tất có sử dụng chiến thuật tâm lý, đến bất kỳ nơi nào, chúng đều dùng các hình thức mê tín để trong thì cổ vũ tân binh, an ủi vong linh, lừa gạt binh sĩ rằng. Chỉ cần dốc sức cho thiên hoàng, sau khi chết, linh hồn sẽ được vào đền Yasukin, mãi mãi được an lạc. Đồng thời tích cực biểu diễn những màn mang màu sắc ma mị, mê hoặc, vừa có thể khiến dân Trung Quốc cảm thấy quân Nhật là thiên binh thiên tướng, sức mạnh không thể nào chống lại được, chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời, thuận theo ý trời. Giờ Nhật đã chiếm được Vũ Hán, màn biểu diễn của bọn đặc vụ và pháp sư cũng sắp bắt đầu rồi, phải gian tướng có thể nhân dịp này mà lập bẫy. Quả đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc quân Nhật đã gián cáo thị, tuyên truyền tà thuyết thiên nhân thiên hoàng đại khái là nói quân đội thiên hoàng là người trời hạ phàm thiên binh thiên tướng một chọi với mười không đội quân nào có thể chống lại được đồng thời tuyên bố quân đội thiên hoàng sẽ chọn ngày tổ chức nghi thức đón trời ở dốc đạo quán lúc đó thiên nhân sẽ phát ra ánh hào quang từ trên trời bay xuống mời thần dân đại đông á đến thưởng lãm thiên nhân cũng gọi là phi thiên trong giáo lý phật giáo có rất nhiều thiên giới chúng sinh trên những thiên giới này gọi là thiên nhân đám pháp sư muốn tạo nên cảnh tượng thiên hoàng là thiên nhân hạ phàm dùng thủ đoạn mê tín nhằm khiến dân chúng thần phục tổ gia phân tích muốn chế tạo thiên nhân tất phải đưa người lên cao bay lượn trong không trung điều này không thể thực hiện được vào ban ngày bởi cáp treo dễ bị phát hiện chỉ có buổi tối tập trung mọi người lại tìm một bãi trống xa xa trong cánh rừng kéo một sợi cáp giữa hai cây to, chọn vài tên pháp sư trọng lên người mấy vòng thép, rồi móc lên sợi cáp, trượt từ đầu này sang đầu bên kia, giống như phi thiên trên bích họa của Phật giáo. Nhưng có một vấn đề, đó là màn phi thiên trong bóng tối đứng từ xa thì nhìn không rõ, lại gần sẽ thấy chỗ sơ hở, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Đội Pháp Sư Nhật chắc chắn sẽ nghĩ đến cách bôi lên người đám Pháp Sư Thiên Nhân một lớp phát quan, như vậy khi kéo tấm màn xuống, đám thiên nhân liền xuất hiện, trong bóng tối toàn thân phát sáng, chậm chậm lay động giống như tiên giáng trần. Dựa vào trực giác nghề nghiệp, tổ gia và tứ bá đầu phân tích rằng, màn biểu diễn này chắc chắn phải sử dụng đạo cụ, nhất là lũ cướp nước tuyên truyền thiên nhân sẽ phát ra hào quang mà bay xuống, điều này càng củng cố phán đoán của tứ bá đầu rằng, nhất định bọn chúng phải sử dụng phốt pho vàng phốt pho vàng là chất dễ cháy muốn dùng nó để bẫy thì việc điều chế là vô cùng quan trọng vượt quá tỷ lệ sẽ tự bốc cháy không đủ tỷ lệ sẽ không phát quan được để chế tạo được bùa phát sáng tứ bá đầu phải thử nghiệm hàng trăm lần mới thành công nhưng rốt cuộc người nhật có dùng phốt pho vàng hay không tổ gia và tứ bá đầu đều không dám chắc họ buộc phải đánh cuộc Điểm tự cháy của phốt pho vàng vào khoảng 40 độ C, vượt quá 40 độ C sẽ có nguy cơ cháy nổ. Sau khi trộn một loại thuốc đặc biệt vào khiến phốt pho trong không khí từ từ giải phóng khí phốt phin, dưới nhiệt độ thường sẽ phát ra ánh sáng, chỉ cần không đạt tới điểm tự cháy thì sẽ không sao. Việc tổ gia và tứ bá đầu cần làm là Khi thiên nhân bay ra, tìm cách quăng mồi lửa lên khiến phốt pho vàng bôi trên người bắt lửa, thui bọn chúng thành gà quay. Nhưng nếu trực tiếp ném lên thì e rằng chưa kịp ném đã bị bắn chết rồi, tổ gia và tứ bá đầu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một tuyệt chiêu. Rằng, chỉ cần trên người bọn Nhật có một vị trí đạt đến điểm cháy thì cả người chúng sẽ nhanh chóng bốc cháy, do đó chỉ cần một đống lửa bắn vào người thì không lo không phá được cục này. Tứ bá đầu đem ống sắm chấp do mình chế tạo, thực ra chính là pháo hoa tự chế dùng một ống trúc đục thủng lõi đầu dưới trát đất sét tiếp theo thuốc súng được chia thành ba tầng là đốt đẩy nổ cuối cùng là ngòi nổ cầm ống trúc trên tay rồi châm ngòi đợi sau khi cháy đến viên thuốc nổ viên thuốc nổ sẽ được đẩy ra bay lên cao sau đó nổ trên không trung tạo thành pháo hoa ống sấm chớp này của tứ bá đầu có thể đẩy viên thuốc nổ bay xa năm sáu chục bước cáp treo bọn Pháp sư cách mặt đất chừng ba trường, khoảng 10 m, cao hơn nữa rất khó thực hiện. Như vậy đứng từ dưới đất phải dùng ống sắm chấp bắn một góc xiên đến bọn Nhật, tứ bá đầu tính toán. Vị trí đặt xa nhất không được quá 49 bước. Tổ gia và tứ bá đầu quyết định nhân lúc bọn Nhật không chú ý, đặt ống sắm chấp ở vị trí cách điểm thiên nhân, bay lên khoảng 49 bước. Khi bọn Nhật dựng giá đỡ, sân khấu rộng chừng năm sáu trường được quay bạc kín lại, ngoài phạm phi quay bạc có hẳn khoảng trống rộng rãi có thể lợi dụng được. Vấn đề nan giải là làm cách nào để chôn được ống sấm chớp, cuối cùng tổ gia quyết định dùng kế vờ sửa sạn đạo, ám độ trần thương. Tối đến, mấy chục A à Bảo giả làm người dân, đem theo vài chục trứng gà và hai bao gạo còn lại của đường khẩu đến nơi bọn Nhật làm việc. Sau một tiếng gọi to, cả đội quỳ xuống từ xa, hai tay dân đồ ăn lên. Mấy tên lính canh thấy vậy, vội vàng vác súng chĩa vào mọi người, nhưng rồi hiểu ra ngay, hóa ra là mấy kẻ đến biếu đồ ăn, chúng liến thoáng mấy câu, cười hỉ hả rồi nhận đồ. Lúc này sau lớp lều bạc, nhóm nhị bá đầu đang lúi húi bò trên mặt đất, khẩn trương chôn ống sắm chớp. Đám A bảo phía trước cố kéo dài thời gian, một tên tự tay đập một quả trứng luộc, vừa bóc vỏ vừa tươi cười nói với giọng dao đông đặc sệt. Bóc rồi thì ngài ăn, ăn rồi nát lỗ đít nhé, vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên. Tên Nhật đó ngửa mặt lên trời. Yoshi Chừng mấy phút thì bọn nhị bá đầu chôn xong, tiếp theo kéo dây ngòi nổ khoảng mấy chục mét, giấu bên dưới một đống củi, cắt cử một tên tay chân ngày đêm trong năm. Đợi hôm sau, khi bắt đầu nghi thức đón thiên nhân thì nhanh chóng đốt ngòi nổ rồi thừa lúc hỗn loạn mà trốn đi sau khi sắp đặt xong xuôi mọi việc tổ gia nói với tứ bá đầu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên tứ bá đầu hiểu ngụ ý trong lời của tổ gia việc này ẩn chứa rất nhiều sự mạo hiểm ví dụ bị bọn nhật phát hiện hoặc trời mưa làm cho ngòi nổ bị ướt cho dù tứ bá đầu đã bọc cẩn thận nếu ban ngày trời mưa to ngập nước thì cũng kể như công toi. Dù mọi việc thuận lợi, nhưng thời gian thiên nhân đu trên dây cáp là không xác định được. Nếu châm ngồi sớm e rằng bắn không tới, nếu châm lửa muộn cũng sẽ bắn không trúng. Việc cần làm đã làm cả rồi, còn lại chỉ biết trông chờ vào ống trời. Tối hôm sau, bọn Nhật tập hợp già trẻ trai gái quanh vùng, cách nơi biểu diễn mạng, phi thiên, mây chục bước, đám pháp sư trước tiên ra làm phép cố làm ra vẻ thần bí một hồi sau đó lẩm bẩm vài câu với một tên hán gian rồi tên đó dịch lại thiên nhân sắp đến rồi xin mời thiên nhân mọi người hãy im lặng chớ nên rối loạn sau đó một tên pháp sư niệm thần chú rồi kéo tấm màn che xuống mọi người thấy thấp thoáng sau tấm màn là một sân khấu lớn cao hơn ba thước được cất giữa rừng cây Lúc này tên hán giang phiên dịch bảo mọi người quỳ xuống, nếu không quỳ liền chĩa súng dọa, thế là mọi người buộc phải quỳ. Không lâu sau, từ trong bóng tối có mấy người phát sáng thấp thoáng xuất hiện giữa hai cây đại thụ, rồi chậm chậm bay từ đầu bên này sang đầu bên kia, đám đông ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, những người không hiểu rõ chân tướng sợ đến nỗi ngay người ra, mấy đứa trẻ thấy vậy liền kêu ré lên. Lúc này ở dưới sân khấu, Tứ bá đầu nóng lòng nóng ruột, thầm dục. Mau châm ngồi đi. Lát nữa bọn Nhật trượt tới đầu bên kia thì hết cơ hội rồi. Một lát sau, chung quanh yên tĩnh, tứ bá đầu cuốn lên, có chuyện gì vậy? Có sai sót gì sao? Lúc này mấy tên thiên nhân đã trượt đến đầu bên kia và chuẩn bị hạ xuống. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng quát tháo của mấy tên lính Nhật dường như xảy ra chuyện gì đó, bọn Nhật chưa kịp định thần đã thấy mấy chục quả pháo hoa từ đâu bay đến, vẽ lên màn đêm những đường vòng cung rồi phát nổ quanh đám thiên nhân, đống lửa bắn tung tóe, toàn thân bọn thiên nhân chợt bùng cháy. Bọn chúng không ngờ lại xảy ra tình huống này, cả lũ bị thiêu sống tại trận, kêu la oai oái. Đám đông phúc chốc náo loạn, lính Nhật bắt đầu bắn chỉ thiên, định bao vây hiện trường có mấy người dân cố bỏ chạy liền bị bọn chúng bắn chết tứ bá đầu dẫn mấy tên tay chân định tìm cách đột phá trùng vây bỗng cảm thấy đất dưới chân chao đảo dường như có thứ gì đó đang rầm rập lao đến nhìn quanh bốn phía bỗng thấy một đàn trâu từ trong rừng phi ra sau đuôi buộc pháo nổ đùng đùng đàn trâu điên loạn xông thẳng vào đàn làm phép đám đông náo loạn bọn nhật vỡ trận tứ bá đầu thừa dịp dẫn đám tay chân thoát khỏi trùng vây. Thực ra tứ bá đầu đâu cần phải đích thân đến hiện trường, nhưng anh mang nặng mối nợ nước thu nhà, mà lần lập bẫy này chẳng khác nào một trận quyết chiến, tay anh ta luôn nắm chặt viên đá lửa, trong lòng duy chỉ có ống sấm sét và tự nhủ nếu bên đó xảy sự cố không thể châm lửa được, anh ta sẽ tự mình châm ngòi, quyết liều chết một phen. Tổ gia đã nhận ra điều này, khi họp đường hội, ống trưng cầu ý kiến của mọi người, tất cả đều im lặng, trong lòng ông dâng lên một nỗi chán nản không nguôi. Chỉ cần có một vị bá đầu đứng lên nói rằng làm như vậy không được thì lòng ông đã không buồn chán đến thế, lúc nào cũng ý ới anh anh em em, vào thời khắc quan trọng lại đánh rơi mất cái nghĩa anh em của mình. Tổ gia biết, gặp buổi loạn trong giặc ngoài, đạo của A Bảo e rằng không còn giữ nổi nữa tổ gia cũng không muốn để tứ bá đầu phải chết do đó ông để lại đường rút việc đàn trâu từ ngoài tràn vào là do ông sắp đặt nhưng ông cũng phải đánh cược rằng bảy lần này sẽ thành công tốt đẹp tứ bá đầu không phải ra tay giữ được mạng sống mà trở về tứ bá đầu thoát chết tổ gia đứng đợi sẵn ở giao lộ thấy đám tứ bá đầu chạy đến liền ra lệnh rút lui mấy chục người tản ra các hướng còn việc chạy được hay không chẳng ai dám chắc. Nỗi hổ thẹn của tổ gia đối với tứ bá đầu khiến ông không thể không ủng hộ anh ta vụ này, nhưng điều đó lại càng đào sâu mối mâu thuẫn giữa ông và các bá đầu khác, bởi đáng lẽ đã có thể rút đi một cách thuận lợi, nay lại phải chạy trốn dưới sự truy kích của quân Nhật. Lần này tổ gia đã thực sự đem tính mạng của anh em ra đánh cược. Tiếng báo động của quân Nhật vang lên. Bọn chúng vẫn còn dư đảng, lục soát toàn thành đồng phái sở trường về trác phi vượt tường leo cây là chuyện thường ngày tay chân vô cùng nhanh nhẹn nay lại chạy thoát lấy thân nên ai cũng chạy như bay nhất là đại bá đầu cứ hùng hục như trâu mộng vừa khỏe vừa nhanh vừa chạy vừa cởi áo rồi cứ để vai trần mà chạy ngược gió cơn ngực lông ngực nảy lên theo nhịp chạy mọi người chạy như băng chừng hai canh giờ tiếng súng nổ lác đác ngày một xa Cuối cùng đến một thung lũng thì chẳng ai còn sức mà chạy nữa, nằm vật trên những tảng đá mà thở. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Tổ gia điểm lại quân số, thiếu mất mấy người, không biết là do sức yếu không theo kịp hay là tự chuồng đi rồi. Mọi người vừa khát vừa đói, nhị bá đầu hỗn hển nói. Tổ gia, kiếm gì ăn trước đã, nếu không chẳng chạy nổi đâu. Tổ gia nhìn anh ta không nói gì, mọi người cũng im lặng, ai cũng hiểu rằng ở nơi núi non hoang dã này thì biết kiếm đồ ăn ở đâu đây. Lúc này Tam Bá Đầu lại thấy vui, vừa cười vừa lắc đầu. Mọi người không hiểu nguyên do, còn nghĩ rằng anh ta đói quá nên đầu óc lẫn thẩn. Chỉ thấy Tam Bá Đầu xoa xoa tay, sau đó thò tay vào bụng móc ra hai quả quyết, dơ qua dơ lại trước mặt mọi người, rồi đưa cho tổ gia tổ gia hai quả quyết này con đã dành ba hôm rồi chính là đề phòng những lúc như thế này các anh em đói khác đến mềm nhũng cả người thấy hai quả quyết thì nuốt nước miếng ừng ực tổ gia cũng phải thầm khen sự thông minh của tam bá đầu nhị bá đầu ngạc nhiên nói được đấy lão tam đúng là chỉ có ngươi như vậy tổ gia cầm hai quả quyết chầm chậm bóc vỏ hai quả tổng cộng được 16 muối. Tổ gia nói Vừa đúng hai người một muối Đại bá đầu hai mắt sáng rực Gân cổ nuốt nước miếng Tổ gia Con không chịu được nữa rồi Cho con chỗ vỏ đó trước đi Tổ gia mỉm cười Chi quyết cho mọi người Còn lại một muối Ông gọi tứ bá đầu lại Tự chim Con ăn trước đi Tứ bá đầu ngượng nhịu nói Thầy ăn trước đi ạ à tổ gia trừng mắt tứ bá đầu thấy vậy đành nhận lấy muối quýt cắn một nửa nửa còn lại đưa cho tổ gia tổ gia bỏ nửa muối quýt vào miệng vừa nhai vừa nói tình cảm là thứ giống như quả quýt này mới cho vào miệng thì thấy ngọt dư vị thì chua cuối cùng là chát nam nhi đại trượng phu phải biết lúc nào cần giữ lúc nào cần bỏ lời của ta con có hiểu không tứ bá đầu phút chốc nước mắt lạ chả rơi khẽ nói thưa thầy con hiểu con hiểu ạ à. đột nhiên có tiếng quát tháo vọng đến tất cả đứng im giơ hai tay lên mọi người dựng hết cả tóc gáy một đội lính tráng xuất hiện tổ gia nhìn quân phục thì biết ngay đó là quân cách mạng quốc dân tìm ông như muốn rụng xuống các ngươi làm gì vậy một người có vẻ như là sĩ quan bước tới hỏi thưa trưởng quan chúng tôi là người dân vũ hán chạy thoát được khỏi thành khi bọn nhật đánh đến người này quan sát bọn tổ gia và bá đầu một lượt trước khi chạy khỏi vũ hán các anh em đều đã thay đổi y phục giờ trông không khác gì người dân bình thường nhìn hết một lượt người này quay lại nói với binh sĩ đều là đồng hương cả mau bỏ súng xuống đám quân sĩ đều thu súng lại. Nơi đây thường có thổ phỉ xuất hiện, mọi người đi đâu, chúng tôi có thể đưa mọi người ra khỏi núi. Anh ta nói với giọng thân mật. Tổ gia ngay người. Trưởng quan, chúng tôi. Chớ gọi là trưởng quan, đội chúng tôi không thích cách gọi đó, chúng tôi là tân tứ quân. Tân tứ quân. Đúng, là quân số bốn lục quân tân biên thuộc quân cách mạng quốc dân chúng tôi là quân đội do cộng sản đảng lãnh đạo là quân đội nhân dân anh ta cười nói vậy tôi phải xưng hô với ngài thế nào tổ gia ngờ vực hỏi gọi là đồng chí đồng chí đúng đồng chí cùng một chí hướng cùng một mục tiêu chung ý chung lòng giải cứu toàn trung quốc giọng anh ta đầy tự hào. "Từng đồng chí, ngài đi đâu vậy?" Tổ gia hỏi. "Liên tục chiến đấu ở Bắc Giang Tô, xây dựng nhiều căn cứ địa kháng Nhật hơn nữa, đánh đuổi bọn xâm lược." Anh ta nói với ý chí chiến đấu sôi sục, "Phải rồi, đồng hương, ông làm nghề gì?" Câu hỏi này khiến mấy bá đầu mắt đảo láo liên. Tổ gia vội nói, "Buôn bán đồ cổ." nhưng bọn Nhật đến cướp hết tất cả. Ây già! Các anh em đừng sợ, quân xâm lược sớm muộn gì cũng bị chúng tôi đuổi ra khỏi Trung Quốc. Mọi người đi đâu, tôi cử mấy người đưa đi. Không cần đâu, không cần đâu, cảm ơn trưởng quan, à không, đồng chí. Tổ gia vội không lưng đáp lễ. Lúc này đại bá đầu bỗng nhiên tiến lên, gãi đầu gãi tai nói. Đồng đồng chí. Tổ gia giật mình đánh thoát, thầm nghĩ tên tiểu tử này định làm gì vậy? Đại bá đầu nói: Đồng chí, không cần phải đưa đi đâu ạ, à, có thể, có thể cho chúng tôi ít đồ ăn không? Chúng tôi nhịn đói từ hôm qua đến giờ. Anh ta mỉm cười nói: Cậu Đồng Hương à, mới nhịn có hai bữa mà bộ dạng đã thành thế này rồi sao? Trước đây khi đánh du kích ở tỉnh Cương Sơn, chúng tôi thường ba ngày ba đêm không ăn uống gì đấy ha ha đoạn quay lại bảo một người lính mau xem xem còn gì ăn không chia cho họ với dạ người lính đó tuân lệnh lát sau người lính đó đem lại một ít cơm nấm chia cho mọi người các anh em ăn ngấu nghiến đồng hương à qua ngọn núi này là căn cứ địa của chúng ta đi đường cẩn thận chúng tôi phải đi đây tổ gia nắm chặt tay anh ta thân tình nói đồng chí bảo trọng tân tứ quân phân chia đội hình rồi lập tức lên đường nhìn bóng họ xa dần tổ gia chợt bùi ngùi trung quốc vẫn còn những đội quân tốt như vậy tăng kính võ không hề chọn sai